Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài tập 8.21, trang 57 sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: cho điểm M trên tia OM, sao cho OM bằng 5 cm, gọi N là điểm trên tia đối của tia OM và cách O một khoảng bằng 7 cm. A nhỏ, vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN. B nhỏ, gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK. C nhỏ, điểm K thuộc tia nào trong hai tia OM và ON. Vậy trước tiên thì cô và các em sẽ cần phải vẽ hình cho bài toán này đúng không ạ? Ở đây chúng ta cần phải có tia OM trước, thì cô sẽ vẽ tia OM nhé. Đây của cô là O này, đây là M. Đấy. Điểm M nằm trên tia OM, sao cho OM bằng 5 cm. Vậy thì trên tia này cô sẽ cần phải lấy điểm M. Đấy, chúng ta đặt thước sao cho điểm O trùng với gốc trùng với vạch 0 cm này. Sau đó chúng ta đánh dấu vào vị trí 5 cm thì chúng ta được vị trí của điểm M. N là một điểm trên tia đối của tia OM và N cách O một khoảng bằng 7 cm. À, tia OM của cô là phía bên tay phải. Vậy thì tia đối của nó thì phải ngược lại đúng không ạ? Vậy ở đây cô sẽ vẽ tia đối bằng cách là cô sẽ kéo dài về phía bên trái. Đấy, vậy là cô được tia đối này. Trên tia đối này thì cô sẽ lấy điểm N sao cho N cách O một khoảng bằng 7. À, vậy thì cô sẽ đặt thước sao cho cô đo được đoạn ON phải bằng 7 cm đây ạ. Đúng không ạ? Thì đây chính là vị trí của điểm N. Đề bài hỏi chúng ta là tính độ dài đoạn thẳng MN. Rồi chúng ta có OM bằng 5 rồi, ON bằng 7 rồi. Vậy để tính độ dài đoạn thẳng MN thì chúng ta chỉ cần lấy ON cộng với OM là được đúng không ạ? Vậy từ đây thì cô có câu trả lời cho ý A này. Vì cô có O nằm giữa M và N. Nên cô sẽ được là đoạn thẳng MN sẽ bằng đoạn thẳng MO cộng với cả đoạn thẳng ON. Bây giờ cô sẽ thay số vào thì cô sẽ được là bằng 5 cộng với 7 và kết quả cô thu được là bằng 12 cm đúng không ạ? Câu B. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN, tính độ dài các đoạn thẳng MK và OK. K là trung điểm của MN. À, chúng ta có MK MN thì bằng 12 cm. Vậy trung điểm thì chúng ta sẽ phải chia đôi ra. Chia đôi ra thì cô được kết quả là bằng 6. Nghĩa là cô sẽ đặt thước sao cho gốc, sao cho điểm N trùng với vị trí 0 cm trên thước kẻ của cô. Sau đó thì cô sẽ đánh dấu tại vị trí 6 cm thì cô sẽ được vị trí của điểm K. Đấy, đề bài yêu cầu chúng ta là tính độ dài đoạn thẳng MK và OK. Thế thì ở đây cô sẽ chỉ cần vận dụng lý thuyết về trung điểm là được đúng không ạ? Là chúng ta sẽ tính được độ dài của đoạn thẳng MK rồi. Cô có này, vì K là trung điểm của MN. Nên cô sẽ suy ra được MK sẽ bằng với cả KN và bằng MN chia 2. Thay số vào cô được là bằng 12 trên 2 là bằng 6 cm. Đấy, vậy là cô đã tính được MK rồi. Bây giờ cô sẽ chỉ cần đi tính OK thôi đúng không ạ? Đấy, để tính OK mà chúng ta lại có MK rồi. Đấy, xong chúng ta lại có cả OM rồi. Đấy, thế thì để tính OK ở đây thì chúng ta chỉ cần lấy MK, chúng ta trừ đi OM là chúng ta sẽ ra được đoạn thẳng OK rồi đúng không ạ? Vậy ở đây cô có này. Ta có O nằm giữa M và K. Nên suy ra OK sẽ bằng MK trừ đi OM đúng không ạ? Đây, muốn tính độ dài đoạn thẳng nhỏ này thì chúng ta lấy độ dài của cả đoạn thẳng MK, chúng ta trừ đi độ dài đoạn thẳng OM. Và đến đây thì cô sẽ được là bằng 6 trừ đi 5, bởi vì OM bằng 5 đúng không ạ? Và cô thu được kết quả là bằng 1 cm.
Câu C. Điểm K thuộc tia nào trong hai tia OM và ON? Quan sát hình thì chúng ta thấy ngay được rằng là điểm K sẽ thuộc tia ON đúng không ạ? Đây, điểm K sẽ thuộc tia ON. Vậy câu trả lời cho ý C của cô là điểm K thuộc tia ON. Rồi như vậy là cô và các em đã trình bày xong lời giải cho bài tập 8.21 rồi. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.